Ồ, đại ca lên rồi, đại ca. Đại ca mận đi, đại ca. Chào mọi người. Đây làm gì? Chào, chào bố Cầm. Tôi Bây giờ chào bố là Cầm. Đại bây ca giờ nói là nha. trùm cuối này, Không. ông trùm cuối lên. Khoan, Không, trước khi mà không biết. trùm cuối nói, tôi nói một câu rồi trùm cuối nói nha. Là hôm nay cái Trung á, nó lên cái nó mở cái diễn đàn này nè. Nó live stream á thì chủ yếu là để mà trao đổi cho vui. À, trao đổi trong nội bộ, trao đổi cho vui, nhưng mà không ngờ có một vài người, tôi không biết dùng cái từ gì để cho nó chính Đại, xác. khác quan điểm, khác À, quan điểm thì vậy đại đi đại khái ca, được ừ thế gì vậy thôi. đi đó, cho nên là nói những cái câu mà người ta gọi là trịch thượng, nói trịch thượng, chứ tôi không dám dùng từ như mà cái anh Hoàng Nguyễn nào đó nói ở đây, tôi vô học đó, tôi dùng cái từ là trịch thượng thôi. Mà dám đánh giá hết cả 97 triệu dân, chắc hơn 98 rồi, hôm nay chắc hơn 98, gần 100 triệu rồi đó, thì dám đánh giá hết cả gần 100 triệu dân Việt Nam là như vậy thì thôi tôi cũng bái phục, bởi vì cái trình độ của anh này quá cao đó, cái nhận thức này quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời nữa. Mà trên cả tuyệt vời là các anh biết là gì không, các bạn biết là gì không, là tuyệt vọng đó. Rồi mời đại ca. Này, tuyệt vọng mà cũng tự giận luôn hả? Là thôi tao không nói, nhưng mà cái điều tao nói cho mày nghe cái điều này nè. Không biết cái bút Facebook của tao thì sao, không biết đứa nào ở chơi mà nó làm phát cái xong cái rồi cái nó để là video của bạn bị chặn và không thể hiển thị 6 vị trí, cái như là nói chung là cái video cái Facebook của tao và cái chuyện nó cũng không quan trọng. Không biết cái anh Hoàng Nguyễn, bởi vì cái trong cái Facebook của tao nó có Hoàng Nguyễn rồi nó nhiều quá cũng trùng tên không hiểu nữa, nhưng mà có một anh chàng phụ mà hàng đêm hay 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 bỏ anh chàng đó, mình người trong nước mình cứ gì gọi là những thành phần người chống cộng cực đoan đi, rất là trẻ tuổi ha, tròn tròn mà hay mở cái like và để cho tất cả mọi người lên đại khái, nhưng mà để mà với anh chàng này không phải anh chàng này không không biết, nhưng mà cái là nó có khác cái chàng nữa thì hầu như anh chàng đó cũng sắp bắt đường chính kiến với Việt Nam và hầu như là mở hàng like hàng đêm để mà Hoàng Nguyễn những nhiều tên quá tao cũng không nhớ, phải anh chàng đó không hiểu thì Chắc hắn quá. tròn tròn mập mập tròn tròn chút xíu và hình như là người Trung thì phải, không biết phải không, không hiểu Nếu vậy mà đâu không cũng phải rành đâu, dạ, nếu vậy đâu không phải đâu bố, không phải đâu. không biết Anh này phải anh không đang nữa, ở đâu, như là ở Washington. không, nhưng mà người người miền Trung thì phải. Thì Không, tức là bố 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 Cầm đang nói về một cái nước nào đó chứ bố Cầm không nói về Hoàng Nguyễn này, đúng rồi, thì nó đúng trùng không? trùng tên hay sao mình không biết, nhưng có điều là phải anh chàng nói không thôi thì mình cũng không bàn. Khoảng độ tuổi khoảng hơn 40, bốn mấy đại khái vậy đó, mình nắm chừng vậy đó. Thì cái hàng đêm anh chàng này rồi cứ cứ hàng đêm lên rêu rao giảng thuyết về ba cái chuyện ấm ơ mắc dịch mệt quá. Đối với bác, đối với bố Cầm thì mình coi một cái hài dạng nó giống như là con nít ranh, con nít ranh, bởi mình chẳng biết con mẹ gì cả, nó thẳng là vậy, thở ra moi móc ba cái chuyện tào lao mới lao thôi, mệt không cần phải phân biệt được. Và hay tịnh thượng, nói chung là tìm thấy nó đúng là coi là hay tịnh thượng mới cho ta đây là mình biết nói dùng từ gì thôi kệ, nó nãy giờ tao cũng bận công chuyện, bữa nay có cháu ngoại nó tới nó chơi thì cái chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược thế này vì đó cũng không có lên live liên tục chơi được, thấy tụi mở live lâu rồi chứ nhưng mà cũng không lên được là bởi vì nó bị mất chuyện, bây giờ tụi nó lên nó ngồi yên vị rồi cho nên ra tao lên tới chơi tụi anh chút, nói chung là thì Hoàng Nguyễn Sáng cũng cho sẽ nó hiểu quả như tay vậy, biểu nó ngồi im. không dám đâu đụng Không biết ai sáng ai à. Đồ quá cái thứ này mà muốn con nít là đồ quá là chết mẹ với nó Không liền á, đồ vừa biết phải. ai sáng ai à. Thì Đúng nói không bố tôi biết Cầm? đi, Đúng Bởi rồi, vì tôi biết biết ai cho sáng ai à. bởi tôi biết tôi mới ghẹo anh chơi. Tôi biết Sáng như nó bạc tay là con cá. đồ nó Cú lít buồn nó vô buồn nó nó sáng cái cá chục. mà buồn 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 nó mắc cô nó gọi là đủ mấy là đời trai tao kêu tùng mà tao mất tin luôn á, đồ quá. Nó khác với lại cái văn hóa của người ta mình thì không biết, bởi vậy nãy ta mới nói là không biết ở đó là ai, nhưng vì cái chỗ đó chào Phạm Quốc Lâm về về tới nhà rồi có em à, có một đứa em ở bên Việt Nam nó mới hỏi Phạm Quốc Lâm này rất là giỏi thì thực sự là mà nói cái chuyện mà mình phải nói một cái điều này, bởi ta ở bên Việt Nam mới ba mà 6 tháng ở Việt Nam ta thì ta không biết được đâu, ta đi từ Nam tới Bắc rồi ha. Cái điều đó khi ta nói lên thì nó nói tao rồi sao. Ôi dạ hả, mới hát tặng anh xong hả? Cảm ơn em. Rồi ok. Anh rất là rành.
Nói chung là có đứa những người thân rồi mấy đứa em kết nghĩa ở Việt Nam nó cũng giới thiệu cho mình những cái sự phát triển của đất nước thì mình cũng mừng chung vậy. Thì nhưng mà cái bọn bên kia lúc nào họ nó không có chấp nhận sự thật, phải không? Cái gì nó không có chấp nhận cả, và nó có một cái mặc định, nó có một cái mặc định hễ mà ở Việt Nam là lúc nào phải phải xấu xa, cũng phải nghèo đói, đồ má kỳ vậy đó. Tao buồn cười, tao nhiều khi tao ngẫm nghĩ tao cũng buồn cười, biết không? Tao thấy tao cũng buồn cười. Và nhưng mà giờ nói sao được, bởi vì mình nói thì mình nói, còn chúng nó là cứ như thế là như thế, có nghĩa là đứt cái mặc định vậy và khỏi vậy đó. À, có bắt nó vô chơi nó kìa mày, ở Đan Mạch á. À, biết sao được. Chuyện bây giờ mình lớn rồi, mình ngồi mình cãi lộn với tụi nó, chứ sao mình cãi lộn cũng được, không có điều à. Ờ, quát lên đi, bắt lên đi, tôi tụt xuống rồi cho ông lên ông quát. Ok, tôi xuống nha, tôi xuống rồi cho ông bắt lên, ông bắt nói chuyện nghe vui, chứ nãy giờ tôi tức lên tôi chửi mấy câu tôi cà lăm rồi. Rồi, thôi chào ông nha. Đó, ông đó ông leo không nổi đâu, anh Thượng Nhất ơi, ông đó ông leo không nổi đâu. Leo không nổi hả? Ông đó ông leo lên không nổi đâu, ừ, ông leo sao nổi. Thôi, đâu ai thôi 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 nó kêu thôi kìa, đủ nó mập quá nó kêu không nổi, với lại nó mới đi làm gì cho mệt. Thì mình muốn nói cái điều này là cái là nếu mà muốn tranh luận thì Hoàng Nguyễn Hoàng Nguyên thì nó gửi yêu cầu lên rồi, nó sai đâu hoặc là tranh luận nói chúng nó sai, nói một cách khác nó đại nào nó lên nó thì bởi tôi mới nói là nói, anh phải nói có dẫn chứng, có sự thuyết phục, anh phải dẫn chứng cái gì đúng cái gì sai thì mới gọi là ngồi phán bừa ra rồi nói chuyện với bậy đứa bạ rồi. Tôi lên chửi nữa. Ông quát nói tôi hôm nay chung nó bao chửi mà anh bắt lo gì, hôm nay chung nó bao chửi mà chửi con su nay cho bung lụa luôn mà nay cho bung lụa rồi nói rồi đại ca sao làm tin vậy rồi đứng bên, đồng luôn rồi bên ông bị treo rồi bên ông bị treo rồi chắc không bị sáng bàn tay. Chắc quý quý họ lên chán chán mặt mày ba bốn ông trời sẽ một luôn phải không? Rồi lên lại. Yeah. Ủa mà nó khổ cái bây giờ thấy bận công chuyện nữa rồi mày thấy không? Khổ vậy đó. Đó gọi đó. Anh được như rồi đúng không? Em đâu có xài luôn. Sáng giờ mà tay mà quay mòng mòng như ba bốn trời xe bột rồi. Rồi xuống rồi. Xuống rồi xuống rồi. Xuống rồi. Em nói đâu có sai đâu. Hồi sáng anh nói chuyện với Việt Rai á thơ quan với Trung. Dạ. Là hồi nói nó ông cầm á, ông chơi kỳ, ông chơi ép phi nghịch không à. Ông chưa ông đánh bia chứ ông chơi ép phi nghịch không á. Cái tháng nắng á, tháng nóng á thì người ta đi về Việt Nam. Người ta tháng lạnh người ta đi về Việt Nam, ta tránh lạnh rồi tháng nắng người ta mới qua bển. À, qua bển ổng ngược. Tránh đông đúng không? Gọi là tránh đông đúng không? Ờ ổng người ta đi tránh đông, còn ổng bây giờ là ổng đi tránh nắng rồi đông ổng về. Đó thì ổng giống như chơi bia đánh ép phi nghịch vậy á. Không phải đâu anh, không phải đâu anh. Sao? Ông về là ông về bệnh để tới cái chu kỳ á. Chu kỳ gì? Của ông á. Chu kỳ lột da. Thì đó rồi bữa ông mới qua ghẹo ông nó lột da sống đời chuẩn rồi đó. Chu kỳ về lột da để sống đời đó, tức là tới chu kỳ đó phải về bệnh lột da. Cái này thấy hơi lạ đó. Chắc khả năng là lại ăn cái búa. Hai đòi ăn búa. Ý là ông già cầm á mới lên lai được xíu bị ăn cái búa. Ủa ghê nha. Cho phép yêu cầu khách mời an ninh mạng. À vâng, thế hôm nay vừa quý hóa thế có cả an ninh mạng lên nhất trí luôn. Rồi thôi vậy để chú xuống, anh xuống trong qua Quang ơi, Thơ ơi. Xuống dạ, cho anh dạ, lên chơi. Rồi thôi chào tất cả bà con mình, cảm ơn bà con bây giờ nghe tôi tra tấn nha. Yeah. Anh an ninh mạng ơi, có nghĩa là cái nó báo là không thể thêm khách mời, người này đang không thể tham gia do gặp sự cố kỹ thuật, thì có thể là anh hoặc chú gì đó hoặc chị gì đó thì phát ra vào lại.
Thường sinh nhật chửi tiếp đi, chơi chơi xấu. Chơi từ ban mặt qua thì điển rồi suối ta chơi sao vui đấy thì ngày hôm anh bắt anh bắt lên đi anh bắt hôm nay là anh bắt rồi miền Trung nó bao chửi mà anh lên chửi thoải mái không sao hết không ai cười đâu thề luôn à. Anh muốn nói gì anh nói hứa hứa danh dự chúng nói chưa rồi lên rồi chào mọi người nhé để em mời bác cũng chia sẻ ủa sao rớt rồi không biết sao tiếng nghe giống anh Minh quá ta thấy cũng giống giống thì em không biết phải mời lên lại chung để em thêm lại nha mà phải biết sao cũng hơi anh bắn vào sau á chứ rồi anh bắn vào ngay lúc nãy là bảo đảm cũng lên chắc luôn thiệt ông bác mà ông vào nghe lúc hồi nãy nghe cái đoạn mà vui vui á là ông lên liền anh biết tính ông bác mà đúng không dạ xin chào bố Cầm rõ ràng chưa thì trước khi bố Cầm chia sẻ đó thì ở đây nè thôi quan chỉ nói mọi người điểm nữa từ ông Hoàng Nguyễn thì rất là vui tức là Hoàng Nguyễn nói thế này Facebook của Hoàng Nguyễn có 5.000 fan 5.000 fan tức là 5.000 người bạn đúng không 5.000 bạn và đang ở chế độ công khai thì ở đây mình chỉ hỏi Hoàng Nguyễn tức là Hoàng Nguyễn cảm thấy tự hào về điều đó đúng không tự hào nên Hoàng Nguyễn muốn show ra tôi rất là nhiều bạn bè 5-6 ngàn gì đó ok đồng ý bạn bạn nhiều thì chúc mừng bạn bạn có bạn rất là nhiều nhưng mà cái quan trọng đó cái niềm tự hào đó đem đến cho bạn cái điều gì cái thứ hai Hoàng Nguyễn có trả lời Kiều Anh tôi phải bảo vệ fan tức là bạn ha tôi phải bảo vệ fan và Facebook của tôi khỏi phải xem những người đó tôi tự thấy nó không có lợi cho họ lạ nha ai chơi Facebook cũng thừa hiểu đúng không rồi, được rồi tao nói vài câu nói một cách khác á nói một cách khác thì từ xưa giờ mà 47 năm qua rồi thì mình phải nói một cái điều này kể cả cũng là lịch sử Việt Nam cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhì nó đã sai tè le tét lét rồi nó sai từ đầu cho đến cuối rồi không cần phải bàn cãi nữa sử sách đã chứng minh điều đó không phải sử sách ở Việt Nam không mà sử sách ở quốc tế cũng vậy nữa kể cả cái lịch sử của nước Mỹ cũng vậy nữa có nghĩa là những cái sự tham chiến của họ họ đã thú nhận như thế nào là đều biết hết rồi nó sai từ A cho tới Z thấy không nó không còn cái gì gọi lại nữa tao là một người lính Việt Nam Cộng Hòa nữa. Nhưng mà mình không thể cãi lại được bởi vì sao đó là một cái bằng cớ hiển nhiên và tất cả thế giới đều công nhận điều đó là đúng thế cho nên để nó sai từ đầu đến cuối rồi hay thậm chí bây giờ những một cái người một cái đám người mà coi như đàn anh của tao rồi với người lính Việt Nam còn sót lại sống một phố bên xa mà thấy rõ ràng không họ lên họ tuyên bố như ông Phan Thiện Nhân họ ông nói những cái điều rất là buồn cười thấy chưa cái mà nó nghịch lý ở cái chỗ là họ biết họ sai nhưng mà họ vẫn chống như thường có nghĩa là mình thấy mình cũng không chấp là bởi vì sao tùy họ yêu cái gì tùy họ nhưng mà họ xỉa rỉa rối vào một cái đất nước Việt Nam mình hiện giờ đang hòa bình đang có một cái sự gọi như là vươn ra thế giới cái tầm cao của đất nước mình hiện giờ đang có một cái sự gọi như năng nổ tôi nhắc lại một lần nữa là chính thể Việt Nam Hòa từ cái chính thể thứ nhất và chính thể thứ gì từ ngày ông Nguyễn Diệm và ông Nguyễn Văn Thiệu đều sai tè lê tắc lét có nghĩa là rước ngoại bang mình phải nói cái này là rước ngoại bang rước quân giặc vào giày xéo đất nước quê hương cái điều đó sự sách đã tàn đã chứng minh rồi mình không cần phải bàn cãi và tôi nhắc lại một lần nữa không phải sử sách Việt Nam mà sử sách quốc tế cũng vậy nữa nó có một sự trùng lắp đó cái điều đó thì nó chứng minh được cái điều gì mấy ông quốc đội này là thuộc lên mà ngồi rỉa rói Việt Nam mà toàn là mình cũng nói luôn là cũng sai tại lê tắc lét là lấy cái gì để chứng minh là ngày xưa đã mà tốt lấy cái gì mà tốt lấy cái gì để mà so sánh với Việt Nam bây giờ người dân Việt Nam bây giờ họ đang hạnh phúc ha
họ đang sung sướng và họ đang hưởng thụ một cái đời sống rất là an lành. Cái điều đó tao về 6 tháng trời tao mới qua Mỹ chưa được 2 tuần mất 1 tuần à. Cái điều đó tao nói với mày rồi, hỏi tao nghe. Rồi tụi bay cũng đã chứng kiến là tao xách xe đi rảo rảo đi từ Nam ra tới Bắc, ra tới Hà Nội, ra tới Đà Nẵng, rồi ra tới Quảng Trị này kia thắt cái chứ cái miền Tây chưa đi, miền Tây thì khỏi đi cũng biết rồi, Thanh Bình rồi không cần biết mà đi để coi như là đi du lịch chơi thôi. Đó, cái điều đó là như vậy rồi. Họ biết họ sai, họ sai tệ lét nhưng mà họ cố gắng họ bào chữa, mà bào chữa càng bào chữa thì là càng ngu, càng ló ra giữa cái thứ là ngu si. Một cách đơn giản thôi, để kỷ niệm cái ông Ngô Đình Diệm nói rằng cũng bái ông ok được, nếu người chết anh có thành cái ý cái rồi, nhưng mà chính anh giết rồi anh dựng đầu ta lại anh cũng muốn bái, mày nghĩ sao vậy? Đủ ra phải vì cộng giết đâu, đúng không? Đâu phải vì cộng giết, vì cộng giết thì anh đổ thừa được, còn là vì cộng không giết các anh giết lẫn nhau rồi các anh dựng xác lên anh cứu anh bái, anh thấy nó nghịch lý không, nó buồn cười không? Cái đó rõ ràng có nhiều cái buồn cười lắm, nhưng mà thôi kệ mẹ đi, mình không có quan tâm chuyện đó. Mà chứ qua mình chỉ nói điều là mấy cái thằng này mà khi lên chống lại Việt Nam thì nói xấu Việt Nam, rỉa rối Việt Nam, những cái chuyện này kia là toàn là cái thứ ngu dốt cả, toàn là cái thứ không mẹ, cái đầu nó tàu hủ chứ không phải đảo, cái đầu nó chứa cái gì á. À, tao nói gọn nhẹ vậy, gọn nhẹ thôi, không cần phải nói nhiều. Tao nói là nhắc rồi nữa là nó sai từ A cho đến Z, nó sai từ 1954 tới 1975 nó vẫn sai rồi, và tới bây giờ nó vẫn sai luôn. Có nghĩa là bây giờ đất nước Việt Nam mình, cái ông chủ tịch nước hoặc là ông là tổng bí thư đi ra nước ngoài họ vẫn trọng vọng, bằng chứng là đi ra ngoài Trung Quốc gì đó, tất cả mọi người bắn chiêm ngưỡng và bắn 21 bác đại bác để mà chào mừng cái ông tổng, cái ông bác trọng qua bên đó. Đó. Rồi đi qua cái vị thế Việt Nam hiện giờ trên trường quốc tế rất là cao, thế càng cao chuyện này là chúng ta là ghét chuyện này, mà nó ghét vô cớ mới là vui chứ, nó ghét thấy gì ví dụ như cha mẹ nó bị gì cộng nó bắn chết là thì đủ, không có mẹ nó thấy Việt Nam có ăn là nó ghét đủ, nó kỳ chứ, tính bản chất xấu xa. Ta nhắc là một lần nữa là sai từ A cho đến Z, sai từ cái lúc mười đến năm tư, lúc mà khi mà Pháp nó xâm lược Việt Nam mà nó chia cắt thành đôi là đã sai rồi, là sai từ dài, rồi tới bây giờ cũng sai luôn, rồi tránh kể gì nó cách khác thì vậy, nó ngon lên nó phản biện tao. Mà lúc nào nó cũng xỉa thói Việt Nam, nói xấu Việt Nam, mưa móc là những đẹp thì không nói, nó đưa chuyên môn nó moi thùng rác lại nói xong. Trong khi đó cơ sở hạ tầng Việt Nam bây giờ nói một cách phải công nhận là phải khen ngợi là trong bao nhiêu năm đó Việt Nam từ một đống gạch vụn mà có 20 mấy năm thôi mà bây giờ đã vươn mình ra thế giới. Vậy mà nó không chịu, nó vẫn cho là vậy, mà nó không so sánh với ai, nó chỉ so sánh với Mỹ không, tao thách tôi luôn. Cái gì Việt Nam ăn rất Mỹ chứ, kể cả quân sự luôn, kinh tế luôn, dân quyền luôn. Tao nói sách bắt có chứng đàng hoàng, có sự có quốc tế công nhận đàng hoàng. Chứ không phải nói chuông, đó là mày kêu lên nó nói chuyện với tao. Mẹ bà mày sai tài le tài lét sai rồi. Vậy mà cũng lên ngồi nói này nói kia còn chê bay ra, mà hỏi nó qua Mỹ được bao lâu rồi, bao nhiêu năm rồi, mấy đồ thứ nhất danh mày đặt phát ok tụi con hỏi đi rồi. Tụi này không chửi được, thử có cái gì hay ra cái này là để nhất để gì còn qua có gì hay. À... gái điếm mà thì đề vậy, cái biên rô nằm nó ù.